Gánh gánh tới đây chặt tiếp nữa, chặt. Nãy giờ được mấy cây rồi thôn? 6-7 cây. Ồ, thêm được 6-7 cây nữa. Cây 10.000, 6-70.000. Ồ, cái cây đó sao nó nứt rồi? Đầu gánh đi đi chặt đụng đỉnh, không phải sung sướng gì đâu cả nhà ơi. Bắt đầu gánh mấy cây số đi xuống núi. Ông chạy đi, có mệt con chịu cho. Con chịu hết. Chuyện này con tiếp đâu có được. Rồi, 1, 2, 3, chạy chú hai ơi. Con bao mệt cho ông đó, là con chịu hết. Chuyện này là Thảo không có ai tiếp mình được. Chị em mình ráng thở. Bởi vậy Thảo không ai tiếp mình thở được. Không có ai tiếp được. Có bác sĩ thôi mới tiếp mình được. Có oxy. Chào khán giả chú hai. Hả? Chào khán giả. Chào. Chào, bye bye. Wow. Muốn đứt thở hỏi hoài. Cười cái chú hai. Wow. À, còn hai anh em ở sao nữa. Lâu quá không lên đường này mệt. Đường này dốc khủng khiếp thì chứ. Còn hai lão tướng nữa. Thở như con trâu vậy. Phê luôn. Không có miếng gió nữa. Vô đây cái phước cái trơn luôn. Rồi tới lão đại ca tới. Thanh niên 70 tuổi. Wow. Wow.
Chào khán giả đi chú hai. Chào. Wow. Giá này ông thở bằng miệng hay bằng mũi chú hai? Bằng miệng mới kịp. Bằng mũi không kịp. Không kịp. Gì đâu mà cái dốc á nghe, nó đi nó khó. Sợ trợ còn mình bám cái giò đó đó chú hai. Lên tới cái dốc nữa. Ôi lội lên cái dốc. Mấy cái dốc này mang giày là trợt liền. Đâu có đi giày được. Giày phải có đinh sắt hay sao. Tiếp tục. Vì cho bi tiếp đi hay đó. Đi núi. Bi gì nó mềm. Người nó ôm á, đều á, nó bám tốt. Cao trên trời mà. Em nó leo lên bẻ trái lồ mồ. Nhìn nó như con khỉ à. Kiếm cái này trước, nếu mà có cái này đó chú bẻ cái này nó lẹ. Ý rồi tuốt ở ngoài đó rồi làm sao bò ra bẻ. Được đó. Cái đó bẻ tới luôn. Ôi cái này có cái lồng hay sao á. Có lồng em. Ừ có lồng bé khỏe lắm. Tuốt ở ngoài. Mạch bay. Sùa đâu? Sùa mấy mệt hoài đó mình đây cái. Xài già khó. Xài non thì leo được, xài già sợ nó. Nó giòn á. Ừ nó giòn á. Ừ. Nó cho nó mấy gram à. Mà anh hơn làm lên. Lấy cây đòn gánh. Lấy cây đòn gánh thọt lên quất cho nó rụng xuống được không? Rụng xuống bể không chú hai? Bể. Bể không có được đó, làm cây móc mới được. Ồ. Vậy là bể không được. Được ngọt trái giống trái dưa dữ à Phương. Ừ giống đó. Ủa 4 năm trái luôn. Hồi nhỏ tới lớn mới thấy cái trái lồ mồ này cả nhà ơi. Ý như gì rồi mình về mình gọt ra mình nấu hả chú hai? Mà khó gọt lắm hay cái da nó dày lắm. Gì hả? Không biết gọt là không biết đâu. Gì hả? Ừ. Rồi trong ruột nó ra làm sao? Trong ruột nó thịt thì giống bi đao vậy á. Vậy sao? Ừ. Ồ. Mà rồi. Cái da nó cứng hơn bi đao. Mà ăn nó ngọt hơn bi đao hả? Ừ. Nó ngọt hơn. Ý sao mà nó lạnh dữ vậy ta? Y gan mình ngâm nước đá hả? Thì nó vậy trái nó vậy. Y gan mình để trong thùng nước đá hả chú hai? Ừ. Nó lạnh nè. Sao kỳ vậy? Mát lắm. Dạ. Nó lạnh như cục đá luôn á. Ngó ta. À bây man. Hay đâu. Rồi là phút mới không hết. Ôi uống ha, còn 4 năm trái nữa mà bé không được à. Quá ngộ luôn cái trái lồ mồ. Nhỏ tới lớn mới thấy luôn á, lần đầu tiên trong đời mới thấy trái lồ mồ. Được 5 trái nè cả nhà ơi. Nó lạnh ngắt à như nước đá vậy đó. Nước không? Nó ngộ hết à. Nó cứng quá cứng mà nó nặng nữa. Tắt đi đi. Chứ hơi nào mà quải lên trển rồi quải cho xuống. 5 trái đó mấy kg. Ừ. Giống trứng nhìn giống cái trứng đà điểu quá ha mà cái này màu xanh. Nấu canh thịt ha chú hai. Nấu canh ngon lắm. Dạ. Canh cua rồi cắt cái rau để vô hai
2, 3, 4, 5 con gì trời ơi. Rồi 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 mình sắt cũng như bí đao nữa hả gì? Ờ. Dạ. Yeah. Nấu canh bí đao sao nó vậy á? Nấu nó vậy luôn. Nhưng mà chắc tôi đổ cái trái này nấu chắc nó lâu chín hơn. Không, không, bằng nhau. Vậy hả? Vì tôi thấy nó cứng quá, bây cứng. Cái này nó đâu có bị gì đâu, mình hơi song song cũng ăn được. Vậy hả? Ừ, nó oh. Ảnh hưởng gì đâu. Đó giờ mới thấy lần đầu tiên luôn. Sao đặt trái lồ mồ hay ngộ hả chú ha? Tiếng Việt đó kêu trái lồ mồ, là tiếng Khmer kêu là có to o. Dạ, có to o. Nhìn giống trái dưa quá à. Cái này là theo như con kêu là con kêu dưa mướp. Cái này trái này cái nhỏ này, cái này nhỏ này. Cái này nhỏ rồi, con cái bự nữa. Ôi ôi mấy trái bự mới đã. Cái trái ký á. Ôi ôi. Cái đó là mới một trái 10.000 trái, 10.000 trái. Rồi rồi nó có chín chín mình ăn luôn được không? Không, chín không. Chín ăn không được. Dạ, vậy là phải nấu canh. Nhưng mà chín cũng không ăn được luôn hả? Chín ăn được. Sweet you want to tham á. Thơm. Chết ơi. Tiếp tục cuộc hành trình. Lên tới đây ăn cơm ở đây nè. Mấy người kiếm thuốc nam rồi. Lâu rồi. Dạ, yeah, cục đá này nó mát. Cục đá này mát thiệt. Dạ, vô mà cho mình đất. Nâng màu cài và ta. Đá quá mát. Ta mà sợ chân. Nhắn bài cho nhóc hết trơn. À mấy. Chơi chàm chơi nào, chơi nấy bành bành trên kia. Mai là thích, bà cáo. Chơi chàm chơi nào, chơi nấy bành bành trên. Chúng ba ta tám lớn. Dạ này hai chú cháu ở giữa rừng rồi. Ba quay. Hôm nay đi chặt bụng đỉnh. Về đang bán kiếm tiền. Cái này hết tiền uống cà phê rồi hả chú hai? Cái này hết tiền uống cà phê rồi đi chặt bụng đỉnh bán kiếm tiền. Kiếm tiền ăn Tết. Kiếm tiền ăn Tết. Gần Tết khổ quá rồi. Nè. Dạ. Yeah. Rồi đi tới luôn. Qua đây dễ đi rồi. Tới trên cái nhà Kim Lâm. Đó mình đi. Đây. Cái nhà cây nó gớt lên đó nó sập luôn, nó gãy luôn. Cái cây nó ngã. Nứt trơn. Hư hết rồi. Nè chú hai. Nè. Cây chỗ đường đi mình nãy cây đó mới bự. Cái buồn đó. Đó, đó. Cái ngày mình thấy là cái buồn nó lấy lớn lắm. Không lẽ ai chặt chỗ này rồi. Nè. Đó. Dạ 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 dạ.
Đó, cái buồn. Ô, cái buồn nó già đó. Nên buồn nó nè, già cầm luôn. Kìa, trong đó con buồn đó, thôi, thôi, nó, nó. Nó. Nó con nãy hồi nãy gì à? Buồn chuối chuối rừng nữa cả nhà. Nó có buồn chuối rừng nữa. Bên đó buồn, bên đây buồn. Chú rừng hột dớp ngâm nhức mỏi, chị nhức mỏi rất hay, mình ăn nó thôi không cần cái gì. Nếu mà có ngai đen để vô 300g, một nải chú rừng với nửa ký gián hương tươi để vô ngâm uống là suốt đời không bị nhức mỏi. Hai buồn. Chú rừng chặt cây đụng đỉnh bán hỏi chuyện dễ ha. Chặt mệt rồi đem một gánh xuống núi nữa. Có 10.000 đồng bạc chứ có được vài chục ngàn cũng đỡ. Nó đầu đẻo ra con phút chút xíu. Nghèo phải đi làm chứ sao giờ ha. Phải chỉ rồi. Phải chỉ rồi. Bởi vì phải chịu thôi. Chứ nhà giàu ai đi làm. Tao mình cũng tất cả thấy nó đứng. Lột thì còn có chút xíu xíu. Còn nữa, còn lột nữa. Mọi người mẹ mọi người ăn thông hết. Cụt, rất nhiều rất mía. Quá non luôn là mới lấy được. Thôi này 5.000. 5.000 hả? Cái này được nồi không? Chặt khúc nó đi. Không, chặt hết được. Ở trong non đó hả? Đi là lấy được á. Ừ, cái này chắc bán được 6-7 ngàn á. Thì dễ. Còn khúc đó nữa đó hả? Không phải, cái này cũng lấy. Lấy ướp nó lại. Làm gì lấy cái đó làm gì? Bọc nó lại, bóc lại. Ờ, đừng cho sợ nó gãy đúng không? Ừ. Không, tại biết sao? Nó đen. À. Đen là không là bác thì đừng cái này chút xíu là đen này. Ờ. Vậy là mất ốp nó lại như vậy, đừng cho nó đen. Ừ. Mày cầm sọ à tao. Vậy nãy đừng có lột cho hết đi. Ừ. Chưa được không? Vô trong đó chặt cái cây đụng đỉnh khổng lồ đó cả nhà. Đó, đó. Quá tàn cái cây đụng đỉnh nó bự. Cây đó bán chắc được 10 ngàn. Giá cho mấy ông kiếm gì nhiều đặng mấy ông có tiền xài. Nghiệp nghèo mà. Tết này không có tiền. Ồ, ủa, cái cây nó bự luôn. Ăn cái câu hủ thốt nốt, ăn trì nhức mỏi á. Mình hầm thịt, mình xào thịt gì ăn cũng ngon nha.
thì những món nó ngon hơn măng, nó ngon hơn củ hủ dừa nữa, mà nó chỉ nhúc mỏng. Ồ, mấy ông chặt hai cây luôn. Ok, đó quá bự luôn. Rồi đầu chặt rồi mất gánh xuống núi nữa. Chặt một cây đúng đỉnh, không phải chuyện dễ. Mà bán có 10.000 bạc. Nó cây đúng đỉnh đó cả nhà. Chặt lấy cái củ hủ. Không phải dễ ăn đâu. Ngon lắm, nấu canh thịt heo á. Xào thịt thì cũng ngon chứ. Xào không cũng ngon. Nấu canh không cũng ngon. Ngọt. Cây củ hủ đụng đỉnh này cả nhà. Ba lớn. Bằng cầm tay nha. Góc bự hơn tay. Bằng bắp tay. Góc trắng trắng ở trong nè. Về còn gọt ra lấy cái non ở trong á. Bắt đầu nấu canh. Cây này bán được 5-6 ngàn. Kiếm bán nặng kiếm tiền để tết. Chú Hai mới chặt thêm được cây nữa. Wow. Mấy tụi nó đi đâu rồi? Kìa con kế bên này kìa. Sớm thì cây này nó được 5 cây đó chú Hai. Hầu lô đẻo gì lâu dữ. Cây này bán được nhiêu tiền chú Hai? Cây đó là được 7-8 ngàn. 7-8 ngàn. Kể như 7 ngàn đi. 7 lần 4 có 28 ngàn. Cây đó nữa là được 35 ngàn. 7 năm 35 ngàn. 35 ngàn lên tới đây chặt mà mất gánh xuống dưới nữa. 10 cây được 70 ngàn. Mà mất đẻo cực khổ quá. Cái giá chúng ta giấy số đi. Nó hết khổ. Hết khổ. Hết khổ, hết cực luôn. Dạ. Mà mình đi làm phước được nữa. Bây giờ mỗi ngày đó thì lo cái vụ là tiền bằng phước không. Dạ. Yeah. Thì cái vụ gạo là con lo cho chú rồi. Dạ. Yeah. Lo cái vụ tiền. Dạ. Yeah. Đang để làm phước với người ta. Dạ. Yeah. Chúc ta mời, chúc ta mời. Bị người ta thương mình. Dạ. Nếu người ta không có thương mình, người ta đâu có mời. Dạ, đúng rồi. Vậy đó. Rồi mình không có tiền, không đi nó mất cỡ ta. Vậy đó. Rồi mà chú nói ngay à, bị mình tu hành rồi mình đâu có dám dốc. Dạ. Là có nhiều khi là không có tiền mình không có đi á, gặp theo đường người ta hỏi. Yeah. Sao lại đó y cái ngày đó sao không thấy chú đi, nói chú không có tiền. À, nói ngay ngay vậy à, chú không có tiền đi con. Yeah. Rồi người ta la hữu khỏi tiền cũng được hước mà. Yeah, mà không cái vụ đó là chú mất cả người ta. Không đi không có tiền lại đó thì lại đám tiền người ta kỳ. Người ta vô tiền rụt bữa mình không có vô. Dạ. Yeah. Mình mất cả ở chỗ. Yeah. Ngại quá đi. Wow. Mấy chục nó được nhiều hả? 4-5 cây vậy á. Cũng có 4-5 cây. Có một cây bự khổng lồ luôn chú Hai. Mà con kia ông chặt được cây. Còn cây ông la hôi mệt quá làm biết.
Bị nó bự á, nó giặt nó lên nó nặng á. Mà bự bự vậy nó được 10 ngàn. Ồ, cái cây đó cầu 15 ngàn á. Ừ. Bự dữ lắm. Mà nó mệt. Dạ, chặt, ổng chặt nhóc dao hết trơn nó mới đứt. Rồi đẻo lâu nữa. Wow. Ngon lắm. Ngon lắm. Lại được tiền lại nuôi. Dạ. Yeah. Có là máu đâu cho nó bú. Dạ. Yeah. Ví dụ sữa đó là sữa. Máu không đó con. Dạ. Yeah. Bởi vậy mấy cha này nè lại kiếm tiền ơi mình ê nè. Nếu mà cha này chết, đáng lẽ nói là chết trên là núi vậy. Có ai đâu hay, có ai đâu biết. Dạ, yeah. Bị đi con mình hả? À. Bởi vậy mấy ông Phật nói là cha nặng hơn. Dạ, yeah, là cha là được 24, ừ. Mẹ 12, ừ. Mẹ có phần nữa. Cha lấy đi rồi mới mẹ được ăn. Dạ. Yeah. Nuôi mẹ rồi nuôi con mày luôn. Dạ. Yeah. Nếu mà không lại kiếm làm sao mà có sữa cho mày uống. Dạ, yeah, bị... mẹ mày không có ăn á. Dạ, yeah. Cha thì gánh vác hết gia đình. Ừ, yeah. Đó, vậy đó. Đường chết đường sống là cha cũng như chú vậy. Nữa về nấu nồi canh ăn thử coi, cho biết đó chú hai. Hay hoặc là hạp hầm xương heo gì. Dơ. Dơ. Con dơ. Ăn ớt xong vô chứ. Rồi mình mần mệt vậy nó chú trời ơi nó ngon bất trời gì. Một cái nồi không còn á. Đừng nhai luôn cái nồi được à. Bắt đầu xẻ ra rồi gọt rồi còn có ba lớn nè cả nhà ơi. Có chút xíu à. Bán được 700 ngàn mà gánh từ trên đỉnh núi gánh xuống này từ dưới lên đây mấy cây số luôn á. Đi lòn cà lòn trong rừng mà không có đường đi nữa, khóa đường đi. Ở trên này nhờ không ai xa quá người ta không lên chặt hết, phải gần người ta chặt hết rồi. Phải gần người ta chặt hết rồi hả chú hai? Hả? Phải gần người ta chặt hết rồi. Gần người ta chặt. Lên trên đầu gì đó. Dạ. Có nhiều. Mà nó xa đường. Dạ quá xa luôn. Gánh mệt. Được chưa? Cây được 10 ngàn. Mà 50 cây như vậy đó là ôi ôi cả 100 kg sao gánh nổi. Gánh không nổi đâu. Gánh không nổi đâu. Được ít đâu. Ôi vô tới non luôn à. Mình tính ra 50 cây được 500 ngàn chứ làm sao mà gánh nổi xuống tới dưới. Mà chặt lâu quá lâu ha. Lâu. Có lò mổ kìa. Không có tiền cũng gán chứ sao giờ phải không? Nghèo mình lấy ừ. 2 cây được 20 ngàn rồi đó mà chặt nãy giờ gần nửa tiếng hồ mới được 2 cây. Nó êm luôn rồi cạp thử thôi. Chết sợ nè. Mới nè. Nhi mới tiếp bữa nè. Riêng là chết nè. Lấy xong bao nhiêu. Ông ở hồ, ông bà nè. À nâng cạ tràn nè.
không biết gì hết luôn. Sao hot đấy hay một lốc tiệt hồi nào một lốc tiệt ở đâu còn ai che nó nó làm nôm ria là ngay lên hot rồi không biết tiệt. Không hiểu nào tiệt đi không hiểu lên thôi hậu thôi hậu hot ông dạy nghề ông dạy nghề làm này ông nói ông làm hết được rồi mai mốt rồi lên chặt thế ổng dạy nghề vậy ngày đi chặt đụng đỉnh ai thơ hồ hot nó làm hồ mệt dữ lắm á dạ đúng rồi chặt cái này đó được tiền hơn hồ nữa dạ một gánh nó sức mạnh vậy đó dạ nó 600-700 ngàn á dạ nó có sức đó, thì nó làm được mấy chục cây mà nó hơi mệt một chút con cháu mới dạy cho nó biết bởi vậy mấy cái thằng kiếm thuốc á mấy người kiếm thuốc trời ông nổi này thuốc rồi lấy đi cân cho người ta liền một gánh thuốc đó được bao nhiêu con dạ đâu bằng này nhiều quá có 200 ngàn à dạ một gánh mình gánh đi 600-700 không lấy rồi không có mệt nữa mệt là đầu tiên mình chưa biết dạ tới mình biết rồi là nó không có trúng trời nắng nữa mà ngạt một cái là sợ nó là không có dám lại một mình em giống chú dạ đi mình ên ngán không dám đi coi chỗ này vậy đó chú lại có mình ên chắc dạ mà chỗ này quá ghê gừng tôi một ên đâu dám không mình ai dám mình ên không dám đi luôn hả không bao nhiêu cũng không dám đâu đường này có ở đây còn heo rừng hả chú hai có heo rừng nó bây giờ cưa cây nó chạy hết đi đâu rồi con hai ô vậy là nó đi qua chỗ nào nó ở rồi bị cưa cây á nó sợ đó dạ không biết chạy đi đâu á đi đâu nó ở rồi mời chú thấy đó mượn này thôi có heo rừng bắt con về nuôi hồi đó lúc đầu làm đường đi là ông đi chặt đụng đỉnh này về bán cho mua xi măng không đó hả chú hai Dạ. Hồi đó đó ông làm đường đi là ông đi chặt đúng đỉnh về bán ông mua xi măng không đó hả? Ừ. Trời. 3 ngày được mua xi măng 2 bao rồi. Dạ. 3 ngày được mua xi măng 2 bao rồi. Ôi trời. Chứ làm đường cho người ta bữa vậy mấy hai anh em nó nói bụng mẹ nó ngu hơn trâu bò. Đi chặt đúng đỉnh về mua xi măng làm đường người ta chê mình ngu. Ok. Ngu. Nhà cửa dọc hết trơn rồi. Nhà cửa không lo, lo làm đường hả? Lo có đường cho người ta đi. Ngu không? Ngu hơn trâu bò đó. Nó la vậy đó con. Mà chú không á. Ai la sao la. Chú làm thí à. Kể anh nó nói. Mình làm kêu cháu đi tiếp. Giá con gặp con đưa ba này con về. Con không biết làm sao để nấu ăn nữa. Slow xin luôn đó. Quá. Đấy nè. Đấy, ta slow xin luôn rồi đấng. Không biết làm sao nấu ăn luôn. Mà nhìn nó non, nó ngon, nó ghê luôn. Nó non trong luôn. Ồ, nó trắng tư. Thưa đó, người ta không bỏ cái này đâu, đám cưới. Ồ, vô nó non rồi cả nhà. Là đám cưới là có cây này đi nấu canh ăn nè. Dạ, hồi đó là mà nấu đám cưới luôn hả chú hai? Ừ. Ngày đầu tiên á. Gì hả? Dạ, tại đám cưới ta 3 ngày 3 đêm nữa. À. Một ngày đầu tiên là cái này dưới là trái thốt nấu. Ngộ ha. À. Cho ăn là ngày đầu tiên là cho ăn cái này với trái thốt nốt bị mấy người lại tiếp á có mấy người tiếp bị hồi lúc đó là người ta làm đâu có mướn đồ làm vậy dạ chặt cây đi làm rạp làm chỗ người ta đàn để đại dạ hồi xưa chặt cây làm rạp tự động mình làm không nhà mình làm đâu mướn có một thứ lấy bông nó luôn bông cái này nè bông cây này đi làm á dạ con hồi đó cũng vậy con đi chặt cái trái đụng đỉnh nè nguyên một buồng đụng đỉnh về làm con gà con gồng nữa đó có một thứ nó gánh trái có một thứ nó gánh bông rồi có một thứ nó gánh cây này luôn dạ để đi làm cho người ta ăn dạ trong một ngày
mấy bà con lại tiếp làm đó. Bữa nào ăn cái này rồi, cho thử cho biết coi. Đâu mới cho mới lắm. Ổng nấu canh đó. Ừ. Rồi, ai slow si ở cái đinh. Ai mai slow. Mời cả nhà dùng cơm nha, cơm đạm bạc. Cơm để bọc ăn trộn cá luôn. Không ăn. Cà chua sống. Nước mắm. Ăn ở giữa rừng luôn, để dưới đất ăn luôn. Chứ đi lên rừng thì có gì đâu ăn. Hôm nay đi chặt đúng đỉnh. Về đang bán kiếm tiền xài Tết. Cái này khổ quá. Hết tiền xài Tết rồi. Dịch một muỗng. Đâu đó. Này muỗng cơm. Để vô miệng. Hấp miếng nước mắm ớt. Rồi là xong. Bữa cơm đơn sơ mà ngon. Giữa núi rừng. Đại gia không có ăn đâu. Ừ? Đại gia không có ăn. Đấy vậy. Ừ. Đại gia muốn ăn cũng không có. Mấy người đại gia nhà giàu rồi kia không có cơ hội để mà lên rừng này ăn cơm đâu. Hết chú mày. Chỉ có mình mới được ăn trên rừng thôi. Mà ước cơ nào cũng không có đâu. Bởi vậy. Bắt đầu gánh đi đi chặt đụng đỉnh, không phải sung sướng gì đâu cả nhà ơi. Gánh mấy cây số đi xuống núi tuốt bên cái rừng bên phía Âu Lâm luôn nè, đầu gánh về đi đường đó đó, đường đường đó đó. Ừ đúng rồi, đường đó đó. Tại mình chặt cái nãy mình đốn cái cây này, cái nó liếc cái đường đi lên nè. Phan 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 lu 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 lại à, lấy cái tay lu lại, lấy cái tay phan nghe. Rồi rồi đi qua, nó dướng cái cây gánh ngoài chuyện dễ rồi. Cả nhà nghèo phải chịu khó đi làm chứ sao giờ vẫn kiếm tiền. Ồ, thanh niên 70 tuổi không gánh. Thanh niên 70 tuổi gánh có kinh nghiệm hơn. Cho quen mới cho khai chứ. Tại con quen đó. Quen rất bắt. Hai gánh. Rồi bắt đầu đi xuống đi về cả nhà ơi. 2 giờ rồi. 2 giờ mấy rồi. Khó khăn, cực khổ lắm. Đi con đi.
Ú dạ. Rồi đi. Cái này hết rồi. Tôi có, lụm coi. Ôi. Chút xíu nữa phải không? Đi đây, đi đây. Nó khô ông, ông, nó khô. Đó nằm rồi ráng. Lại chuyện xuống cái. Tức luôn á. Vậy còn mong mà chúng cái đi đặng khỏi đi chặt đúng đỉnh. Sớm mua mấy tờ phát ngự tờ tờ. Chiều nay vô đặc biệt cái cho dân nghèo cũng khỏe nữa, mình làm phước cũng dễ. Cắt gạo, cắt nhà tình thương. Tết này phải có tiền mua gạo phát ngự 10kg, 20kg cũng được ha. Cái đường này khó đi. Đầu lên dốc nữa. Mông gần mà kêu bạc hà. Cái này người ta tiếng Khmer người ta kêu cái đát. Cái cây đó là chứ hả? Không phải mô, người ta kêu cái đát. Cái đát. Cái đát. Dạ. Mà vậy mà làm ăn ngon lắm đó. Vậy sao? Ừ. Thôi con. Cái củ đó người ta chặt rồi nó sắc sắc gai. Đồ cạo. Dạ, yeah, cạo. Cạo rồi người ta bằm ý với muối. Dạ. Yeah. Rồi hai ba nước. Rồi mới nấu ăn được. Nấu như phai phai ngọt vậy đó, hả chú hai? Nó hết cái vụ là ngứa. Dạ. Yeah. Người ta lấy lại người ta làm ăn. Tan rồi. Ngon lắm á. Mà mấy cái môn này cái lá nào lá nấy khủng khiếp, nó bự luôn. Mới nãy mấy cái bụi môn ở dưới lá nào lá nấy như mặt bàn. Kiếm con biết làm đó. Dạ. Lá khủng khiếp bự luôn. Mà nó ngứa tay. Dạ, bị ngứa tay. Thôi. Mà ăn ngon lắm. Gì hả? Ăn ngon dữ dằn luôn. Ngặt một cái nó ngứa. Ngứa. Dạ. Mà ăn ngon, thiệt là ngon luôn á. Dạ. Bây giờ dễ có bao tay á. Dạ. Dạ có bao tay rồi. Ừ. Hết sợ ngứa. Dễ rồi bây giờ. Hai chú cháu ngồi giữa rừng. Nói chuyện trên núi. Ông Hai Kiều hồi lúc mà còn sống chút chút ổng chặt lại rồi chặt xuống. Dạ. Xuống cho thím con làm cho ổng. Cái cũ con thấy nó bự quá bự rồi chú Hai.
ông chặt rồi buổi chiều lấy bỏ đó. Yeah. Ờ, em à, ngày mai làm cho anh nhậu em. Trời. Ờ, ngày mai là anh mua gà với giò là giá heo lại. Ông mua hai bò quý. Tao vừa nhóc cây chân luôn kìa. Ở đâu có cái thùng nhớt đó nữa. Ý, thùng nhớt nữa ơi, nhớt. Thì con người mình không có đất. Ông xin Cromley à, cho tôi xin đất ông một bước. Là ông Phật hỏi xin đất hả? Một bước tôi là lấy xanh quanh. Trời ơi, cho ông ba bước không, tôi xin có một bước à. Ông Phật. Yeah. Tôi xin có một bước à. Mà xanh quanh hen, một bước này xanh quanh luôn. Trời ơi, cho bốn bước luôn. Thôi xin có một bước à. Ông bước hết đất của ổng luôn. Ông là trời ơi, hết đất tao rồi. Con bước một hết đất luôn. Hết đất luôn. Luôn cả thế giới. Ừ. Ông Cromley đó là ổng hay lắm em. Mà ổng nói là thôi bây giờ ông Phật ơi, bây giờ tôi hứa là cho ông một bước. Bây giờ tướng là một bước là cất cái nhà một cái cũng không có được nữa. Một bước ông hết đất của tôi luôn. Trời ơi là trời xanh quanh luôn. Rồi sao chú hai? Ổng nói là thôi bây giờ nhớ cái vụ là đất đai của tôi, nhớ tên tôi. Chừng nào có đám cưới hay hoặc là làm phước vậy phải cúng kiến cho tôi. Yeah. Ông Amelie tôi. Là mình phải nhớ tới ông Amelie đó. Đất đai, chủ đất đai. Yeah. À. Bởi vậy mấy người men người ta làm nó làm đủ thứ hết, chuối, cây chuối, thấy không? Yeah. Làm để cúng cho ông. Yeah. Nhớ cái ơn. Nhớ cái ơn. Vì đất của ông đó. Đi rồi lại ông Phật rồi đi còn la trời ơi, tôi tướng là một bước ổng là vậy là ổng không còn đất luôn à. Bởi vậy mới xin đi á. Rồi ổng đi đâu chú hai? Chú là quen rồi, bị chú coi trong cái tập quen rồi lâu quá. Dạ. Đi luôn. Vậy là ổng không còn ở trong trái đất này nữa. Okay. Mà cho nhớ. Dạ. Yeah. Có là con người làm cái gì phải nhớ ổng. Dạ. Yeah. Làm cũng cho ổng. Ổng cũng như là một vị thần á chú. Vậy tiếng Khmer kêu Cromley vậy đó. Dạ. Yeah. Ông chủ đất đó. Dạ. Yeah. Bởi vậy mới mình sao là mình đốt nhang đó. Ông trời đất nước tiếp con. Người Khmer vậy đó. Yeah. Bắt đầu lên mà người Khmer cúng cái gì hay làm cái gì cũng kỹ lưỡng, kêu trời đất nước. Không có cũng như là không có chăm chế. Nếu mà không có đất không có nước mình đâu có sống nổi. Dạ. Yeah, đúng rồi đó, nhớ có ơn. Dạ. Yeah. Là thắp nhang lên thì ổng trước. Dạ. Umbali. Krumbali. Krumbali. Mình ở nhà lâu quá. Dạ. Yeah. Được gần đầy vỏ sách. Bên đây cũng gần đầy vỏ sách rồi cả nhà. Gần đầy vỏ sách rồi. Tèn ơi, mới nhìn thấy lại đôi dép gấp tuốt rồi. Được mới rồi. Rồi nó mòn mỏng dần luôn rồi chú hai. Bởi vì con đi mấy cái vỏ đá nhọn nhọn là đâm vô tới vỏ. Mà bỏ ổn để mang đi nuốt. Đôi hạt chay tông có 3 khóa 40.000. Đôi tật lắp bên mình trán ấy. Thầy mình chụp ôi đai. Đi tiếp mang đi núi nó bám đá. Chứ con này cặp vơ pẹt cả đá con này mơ mới. Đôi tật pẹt cả đá tới cặp chỉ đi vơ nè bằng đất. Chỉ đi vơ bằng đất. Chị khơi nha. Khơi nhà xa nha. Chị đi. Quá ngon luôn, non trong luôn. Chị đi, bạn đăng, bà sao mình chị đi đây mình ăn đi. Non. À, hay mơ. Ngon ghê luôn. Cây này là rồi. 7.000. Cây bự nữa thì 10.000. Cây là to đó. Sẽ ra chưa? Khâu sà đam bia. Khâu sà đam bia. Là gì chú hai? Hả? Khâu sà đam bia là gì? Khâu mà đam tiết.
khôi khôi mà đam chế khôi... ư một cây nữa rồi khôi mà đam biết ờ đã đúng khôi mà đam biết là hư một cây nữa rồi. Ồ. Nào quen. Vậy là hư một cây nữa hả? Nhưng mà nó vô xô bà đó. Dạ. Uống ha. Uống 7-8 ngàn. Mấy này nè, bà luôn nè. Khôi cho đam biết. Còn tay ông cháy sửa xô bán đây. Là hư một cây nữa rồi. Hư cho đam biết. Bà lúa thì có báo trăm thắng đó. Nè, nít cha đi nè, hay ná. Thôi sẽ đam biết trăm năng đấy vậy nè nè rồi chứ ba ơi cô nàng phu bản đơn gặp bu bản đơn trái vân vật đôi là mà chẳng all day đây để đi bây giờ all day bạn thì sợ sợ thì phải giặt với nó thì sợ mình tên như thế mùn lên cái sợ à coi cũng là ó bạn thì tên là chứ một bạch bây giờ thằng day nế trăm bữa cái nế bị bay năng đai bị bay năng đai bị bay năng đai là gì chú hai là theo lóng tay bắt hết ba khúc mi của năng đai học học tiếng Khmer rồi bắt đầu lên đường xuống núi. Gánh mấy chục ký lô. Wow, quá nặng luôn. Chuối chát. Chuối chát. Có thanh niên 70 tuổi dọn đường trước rồi. Công nhận khu rừng này không ai đi thiệt. Đi nguyên ngày nay ở trên này luôn, không thấy ai trên đi. À, chỉ có tiệm kiểm lâm hồi lúc trước nó lên đây đốn cây rồi, giờ không có đốn nữa. Đâu ai đi đâu. Mà đi hoài không thấy heo rừng. Lò mò. Còn lại một đêm thôi, rồi mai ta tà tư. Có bốn chú cháu ở giữa rừng hồi sáng giờ. Để sớm mai này nghe như mặn bơ muối. Ui dạ. Đi không mà còn té nữa. Đã vô cái rừng tre. Khó đi. Dạ ngay luôn. Thưa bà, tôi là một kẻ từ miền xa xôi lắm, đạp sơn hàng gió tuyết trở về đây để làm chi? Để kể cho bà nghe một câu chuyện. Chuyện gì? Chuyện ban đầu của một người con gái, chuyện thương đau của một kẻ đăng trình. Cũng như mình, một kẻ đạp sơn hà.
Đêm qua tôi có về ngang nơi hò hẹn cũ thì mới hay cô gái ấy đã sang sông. Ủa gai không, cái cây này cái gì không biết. Chuối mình nè. Chuối mình hả? Chuối sim hả? Ở chuối sim đó. Ô chuối già cui hả? Chuối sim. Chuối sim, chuối sim. Ủa trái bự dữ hả? Trái quá bự. Có cái bắp chuối bành kia kìa. Nãy giờ khó khăn chập trùng hiểm trở. Quá tre luôn. Chơi này chơi sim. Lò âu, lò âu. Đồ dối. Rồi xuống cái dốc. Rồi đi đi. Mấy bữa nay khang tiếng quá. Xuống cái dốc. Cái đoàn này đi tới đâu là có đường đi tới đó. Dọn sạch sẽ luôn. Rồi tới cái lò án luôn này cả nhà ơi. Bắt đầu vào. Đầu lên phóng lên đá. Giấc này 4 giờ chiều rồi. Rồi còn ở trên núi. Chú Hà phóng lên loạn. Qua khỏi loạn này nữa là mình đi đường liền không rồi. Chỉ có khó cái đoạn này. Kiếm ra đồng tiền không phải chuyện dễ ha. Cực khổ dữ dằn luôn. Cẩn thận nha. Nè cưng đi bên đây nè Thon. Thon cưng đi bên đây dễ nè, nè sau lưng nè. Cái hẻm sau lưng nè. Ờ cái hẻm sau lưng nè, bữa hổm anh đi đường đó đó dễ. Ờ được, đúng rồi. Hổm anh đi đường đó đó. Hả? Khó khăn. Chập trùng luôn. Ờ luyện vô sách qua ăn cái cái đường nó đi không được. Khó chỗ này nè. Chỗ này khó đi nè. Rồi rồi ông đi lên đây đi ông Phương.
Ông đi đường đó, bỏ lên đó luôn hả? Đi đường này. Ừ, lại đây nè, đi leo lên dễ hơn chỗ đó nó cao quá. Tao đó, muốn không? Anh muốn. Khó chỗ loại. Đây không? Phóng tao. Phóng à, phóng thôi. Mà che nó ngã nó liếp hết á. Che nó ngã nó liếp á. Nói chuyến sau mình đi đường trên đó chú hai. Dạ. Bị che nó ngã nó không, mình không thấy đường á. Qua khỏi loạn bắt đầu lên dốc. Hết cái dốc này là mình bắt đầu mình xuống không à. Chỗ có chỗ này lên nè. À. Chỗ này lên cái dốc thấy ghê. Dốc ghê thiệt. Dốc lại lại cũng được rồi, dốc đứng. Ừ, cái dốc này quá đứng luôn. Đi nó khó. Đỡ dốc rồi, hết dốc rồi. Ngồi nghỉ chút đi. Đi hoài mệt lắm. Lên đó cái nghỉ rồi đi. Tiếp tiếp sách lên cái về Phương ơi. Bờ bờ đầu gánh, bờ đầu gánh. Ừ. Đó là nguyên cái bài đó. Lên cái dốc ra tới rồi đó. Nó lên chỗ chú hai đứng đó bụi tre đó là tới cái đường đi dễ rồi. Đúng rồi, cái dốc này đi nguy hiểm. Nó chùi. Gai mây tàn ở nguyên bụi mây. Tới đó là phải đó. Đi te te rồi đó. Vậy mà hồi xưa chú hai gánh cái đường này gánh đồ cả 100 kg. Tới lên cái dốc này nữa là xong. Phải.
Ôi. Rồi, khỏe rồi ạ. Wow. Chợt à. Chợt, chợt. Tại cái đường khó đi. Ấy dạ, là cái cẩn thận nha, đi từ từ thôi. Cầm lên tay. Đi từ từ được rồi. À, lá cây chợt dữ lắm á. Dạ dạ đúng rồi. Lá cây nếu mà có là cát. Cát sao rồi. Đi đường cát này có độ dày đinh đó. Là không không sợ. Cực vô luôn. Dạ. Còn đi đường đá thì dày thua. Xuống tới dốc đá. Người ta nói đường lên dốc đá, còn mình hồi sớm đi lên, mà giấc này mình đi xuống đường xuống dốc đá. Đi chơi. Ôi. Tại sao không đã chở giờ? Ôi, có bông bông. Bông đẹp quá. Đường xuống dốc đá. Dạ. Yeah. Dốc đá thì thấy đẹp lắm anh. Dạ, yeah, dốc đá thẳng băng luôn. Ngộ. Dạ, yeah, nó thẳng băng luôn. Đứng sững hả chú hai? Mà cây cột lắm. Dạ mà nó sao nó có lặng nè. Bị nó làm rồi nó lấy cái ấy đó. Dạ lấy cái bài ha. À, lấy cái bài nó làm quẹ. Cho có lặng. Quẹ. Cũng như mình làm đường vậy đó. Lấy cái bài quẹ. Quẹ. Hai chú cháu nói chuyện quá trời thiên. Thiệt luôn á, nói thiệt luôn á. Dạ hồi xưa đá mềm. Ừ. Nếu mà nó không ấy cái bay là làm sao có dấu vậy. Cũng như mình làm đường mỗi nhà thế rồi mình lấy cái bay quét quét làm đẹp. Yeah. Cái mộ đó đi quét quét rồi. Tới gần gần tới dưới chỗ đường đi nhà mát rồi. Rồi dạ dốc mà két không ạ. À? Cho nên khó đi. Úi dạ chỉ sợ chợt. Dốc trời ơi quên chặt cây đó nữa. Dạ yeah. Quên chặt cây thuốc nữa. Rồi sớm đi lên là con gà rồi đó. Đôi dép nó gắt rồi. Dép nó gắt rồi đi cái nó cho nhủi vô. Khó đi. 5 giờ chú cháu còn ở trên núi. Hôm nay đi đụng đỉnh gánh cực khổ biết bao nhiêu. Nhưng mà nay về bán được 200 ngàn. Tại vì đường đi khó khăn không dám chặt nhiều. Ít. Nhìn gì vậy chú anh? Gánh lên cái dốc. Ba chiếc. Qua loạn luôn. Rồi sao đâu gánh xuống đường đá cây nữa. Không phải đường mình làm đó đâu. Nặng biết như.
Đây là cuộc sống của dân nghèo ở vùng núi. Con của chú Hai với cháu của chú Hai. Quà chú Hai. Mình cũng xin kết thúc video. Nếu cả nhà thấy hay thì hãy like, chia sẻ, đăng ký, ủng hộ giúp kênh mình nha. Mình chân thành cảm ơn nhiều cả nhà. Giờ này 5 giờ mấy à? Tối à?